Thưa quý vị, từ nãy giờ chúng ta nghe những bài nhạc Broadway, nghe những nhạc nhẹ. Bây giờ chúng ta nghe nhạc nặng. Đây là một aria. Aria nói là tên của những bài hát trong một cái vở opera. Thì bài này là một bài rất nổi tiếng với tên là Un bel di Vetromo. Cái bài này có nghĩa là một buổi sáng đẹp trời. Nhưng mà nghe buổi sáng một buổi sáng đẹp trời, nhưng thật sự câu chuyện nó lại không được như thế. Đây là bài hát lấy trong cái vở opera Madame Butterfly. Chắc quý vị ai cũng nghe được cái vở opera này do nhà soạn nhạc Giacomo Puccini. Thì câu chuyện lại vô cùng bi thảm. Một cô gái Nhật 15 tuổi lấy một sĩ quan hải quân người Mỹ. Ông này lấy cô vì tiện lợi, nhưng mà trong lòng ông này chỉ muốn lấy một người con gái Mỹ làm vợ mà thôi. Sau đó ông rời Nhật đi về lại Mỹ, và cô này không cho ông biết rằng là cô đã có thai và sanh ra một đứa con trai. Sau đó ông biết được rằng là cô này có con trai, và ông này quay trở lại. Nhưng mà ông quay trở lại với một người vợ Mỹ. Và khi cô này thấy cái cảnh như thế, cô giao đứa con cho ông và cắt cổ tự sát. Câu chuyện rất là buồn. Nhưng cái bài hát này, Un bel di Vetromo, là cái bài này là diễn tả cái tâm trạng của cô. Cô nói rằng là mỗi ngày cô chờ cho cái chiếc tàu của ông quay trở lại, mà cô tự nhủ trong lòng rằng là cô sẽ không chạy ra đón ông chồng, vì cô sợ là cái niềm vui mà ông chồng quay trở lại làm cô phải chết. Một câu chuyện rất là bi thảm. Và bài hát này là đã trở thành một cái bài hát mẫu mực mà hầu như rất rất nhiều người, mặc dù không biết opera, nhưng cũng đã từng nghe bài này. Và hôm nay chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức aria Un bel di Vetromo với giọng soprano của Melody Ressosa.